Touch ID là tính năng cho phép bạn sử dụng vân tay để mở khóa iPhone, tải ứng dụng hoặc tự động điền các chi tiết mà giao dịch. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng iPhone, iPad hẳn là có một số lần bạn sẽ gặp phải trường hợp Touch ID không hoạt động. Phải làm thế nào để khắc phục nó? Thì các bạn hãy làm theo 4 cách sau nhé. Cách thứ nhất là các bạn hãy dùng một cái dễ sạch và các bạn lau sạch cái cảm biến vân tay. Nếu bạn đang sử dụng Touch ID, khi mà tay bạn đang ướt, iPhone sẽ không nhận diện chính xác cái vân tay đó, do đó bạn phải lau sạch cái ngón tay của bạn và lau sạch cái vị trí phím bấm vân tay, thì khi bạn bấm thì nó mới vào như thế. Cách thứ hai là bạn hãy tắt và bật lại Touch ID. Đầu tiên là các bạn hãy vào cài đặt. Sau đó các bạn chọn cái phần là Touch ID và mật mã. Rồi các bạn sẽ vô hiệu hóa cái mật mã này đi bằng cách là tắt mật mã này đi. Sau đó bạn hãy tắt máy. Khởi động lại. Và sau khi khởi động lại, bạn hãy bật lại toàn bộ những cái tùy chọn bạn vừa tắt lúc nãy. Cách thứ ba đó là các bạn hãy đặt lại tất cả các cài đặt bằng cách là các bạn vào cài đặt. Sau đó các bạn sẽ vào cái dòng mà cài đặt chung. Sau đó chúng ta chọn cái dòng đặt lại. Và ở đây chúng ta chọn cái dòng đặt lại tất cả cài đặt ha các bạn ha. Đó. Vậy là được. Và cách thứ tư cũng là cách cuối cùng là các bạn hãy cập nhật cái iOS của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách vào cài đặt và cũng vào trong cài đặt chung và vào cái phần cập nhật phần mềm, thì ở đây máy sẽ tự động kiểm tra cập nhật cho chúng ta có phiên bản nào mới hơn. Chúc các bạn thành công.